Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Việt, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt giá kệ chứa hàng tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2008. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Cơ khí Việt đã và đang xây dựng thương hiệu uy tín trong và ngoài nước với chất lượng sản phẩm vượt trội, dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng. Từ năm 2015, Cơ khí Việt bắt đầu ký kết hợp đồng gia công, xuất khẩu các sản phẩm giá kệ chứa hàng, mang thương hiệu Việt Nam đến với thị trường quốc tế. Tổng diện tích nhà máy 11.000 m2 cùng hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, Cơ khí Việt đã đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và ký kết nhiều hợp đồng gia công xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế. Các sản phẩm xuất khẩu của Cơ khí Việt đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chí đề ra của các công ty đối tác nước ngoài. Hiện tại, các sản phẩm giá kệ chứa hàng của Cơ khí Việt đang được xuất khẩu và phân phối tại các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Hà Lan, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Mauritius. Các sản phẩm xuất khẩu của Cơ khí Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu hàng đầu như tiêu chuẩn sản xuất GES, tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn thiết kế FIM. Với mục tiêu mang sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới, đội ngũ nhân viên Cơ khí Việt luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, tận tâm làm việc. Quan điểm thành công của công ty là lấy khách hàng làm nền tảng, thành công của công ty luôn gắn liền với lợi ích và sự hài lòng của khách hàng. Cơ khí Việt tự hào là đơn vị đồng hành với nhiều đối tác khách hàng quốc tế. Hợp tác với Cơ khí Việt, quý khách hàng sẽ nhận được sự chân thành, tin cậy và lợi ích của mình được đảm bảo.